Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Cực sốc! Mức lệ phí trên trời khi người dân đăng ký cấp biển số xe định danh. Bộ Công an dùng chiêu 5 năm đổi một lần, đã chảy vào túi nguồn tiền dồi rào. Thưa quý vị, quá bất ngờ và giống động dư luận, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng bởi lẽ thông tư 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8, khiến cho người dân cả nước đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Đáng nói, mức xử phạt nếu không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng làm cho nhiều hộ gia đình chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bởi lẽ từ nay việc mua bán và trao đổi xe sẽ trở nên rất dườm dàm, nhiều loại thủ tục và hàng loạt mức lệ cao ngất ngưỡng cứ đến hẹn lại lên, bộ công an lại sửa đi sửa lại, tung ra thêm nhiều điều luật khó hiểu, làm nhiều gia đình không kịp trả tay thay quần áo. Từ chuyện cấp thẻ căn cước, rồi căn cước gắn chip, bây giờ đến biển số xe định danh, mỗi lần thay đổi là người dân lại tốn thêm một khoản tiền không hề nhỏ. dân khổ một thì doanh nghiệp khổ 10 hoặc thậm chí một trăm lần. xe chưa bán được đã phải vượt qua một loạt hàng rào kiểm định, đăng ký thủ tục, nộp các khoản lệ phí, chờ đến tay khách hàng thì không biết đã mất bao nhiêu khoản tiền phát sinh. Chả nhẽ, năm sau lại đăng ký thêm nhà ở định danh điện tử nữa chăng? Nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi rằng khoản nguồn thu khổng lồ ở trên đó sẽ chảy về túi ai và phục vụ vào mục đích gì? Chảy về ngân sách nhà nước hay về phía bộ công an? Phải chăng cứ mỗi lần thay đổi, sổ đổi thông tư nghị định thì cơ quan nhà nước sẽ lại có thêm nguồn thu dồi dào? Vậy có bao giờ hiểu thấu suy nghĩ và mong muốn của người dân hay chưa? Chẳng có người dân nào lại muốn nghỉ ngang công việc để chạy theo những thủ tục, nghị định loang hoàng như vậy mãi. Dư luận bày tỏ cần xem xét và kiểm điểm lại cách thức làm việc, quản lý của một số bộ phận lãnh đạo. Vậy những bất cập trong việc thu hồi, đăng ký biển số xe định danh là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay thôi nào. Thưa quý vị, nhiều người dân thắc mắc, định danh biển số xe là gì? Nó có phải là một ý tưởng tuyệt vời hay là một sự lãng phí và công kênh cho người dân? Nước ta vừa mới triển khai được một cái gọi là dữ liệu quốc gia về dân cư gắn liền với một mật mã cực kỳ quan trọng của mỗi người, đó là mã định danh cá nhân. Mã định danh được xem là mã số của một người, sau này tất cả các giấy tờ liên quan sẽ được tích hợp theo cái mã này. Ví dụ như hồ sơ bảo hiểm y tế, hồ sơ khám chữa bệnh, hồ sơ thông tin ngân hàng, giấy phép lái xe, thông tin sẽ được đồng bộ cho tất cả cơ quan. Thế là người dân đến đâu chỉ cần cơ quan chức năng nhập số định danh cá nhân của ai đó vào là sẽ biết người này đã cưới vợ hay chưa, họ cũng biết người dân có tiền án tiền sự hay không, công an giao thông cũng biết người này đã có bằng lái chưa, hạng gì. Vậy là chẳng cần mang gì theo người, họ tự tra và biết hết người dân chẳng phải chạy đi nơi này xác nhận chạy đi nơi kia xin chữ ký thế thì có mã định danh rồi bên giao thông lại hỏi rằng sao không tích hợp luôn cái biển số xe và mã định danh thế nhưng tích hợp để làm gì chúng ta phải có lợi ích thì mới làm chứ tự nhiên tích hợp mà không rõ lý do thì khác gì nghiên cứu một đống đề tài khoa học rồi cất vào tủ cho đủ chỉ tiêu thế thì lợi ích của việc tích hợp quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân là gì Ví dụ cá nhân có một biển số xe, sau khi tích hợp biển số xe sẽ đi theo họ suốt đời. Sau này chúng ta bán xe thì người ta vẫn lưu lại cái biển đó cho chúng ta. Đến lúc mua xe mới, chúng ta cứ lại lấy cái biển đó gắn vào xe mới, thế là xong. Còn nếu chúng ta có ba cái xe thì sao? Thì trong mã định danh của mỗi người sẽ được tích hợp cả ba cái biển. Và có 100 cái xe thì sẽ có 100 cái biển được tích hợp theo mã định danh của mỗi người, chẳng sao cả. Giờ sẽ có người thắc mắc là tôi may mắn bốc được biển 4953, thế nhưng tôi lại muốn nhường sự may mắn đó cho người khác. Vậy tôi phải làm thế nào? Thì nghe đâu là nhà nước đang dự tính bỏ cái biển 4953. Tuy nhiên nếu luật đó không được thông qua và chẳng may xe bạn có biển 53, thì vẫn có cách để bỏ biển này. Đó là mua thêm một cái xe nữa, sau đó sẽ được bước thêm một cái biển. Ví dụ như là 12345, rồi cứ bán cái biển xe 53 đi, vậy là sau này chỉ dùng biển 12345 thôi. Thế nhưng có thật biển số đi theo chúng ta suốt đời hay không? Thực ra là không hẳn, vì như thế này, khi bán xe đi biển vẫn được tích hợp theo mã định danh cá nhân, nhưng chỉ được 5 năm thôi. Nếu sau 5 năm mà không mua xe khác để gắn biển thì biển sẽ bị thu hồi. Thế thì tại sao nước ta làm như vậy? Sao không tích hợp mãi mãi cho người dân? Thực ra nhà làm luật đã tính rất xa rằng, mỗi cái biển sẽ có năm số, ví dụ 30G là từ 00000 00 đến 99999, như vậy chỉ cấp được cho nó 100.000 cái ô tô vậy nếu giữ mãi cho một người đến lúc họ ra đi hay già đi không còn đi xe được nữa mà họ vẫn được giữ biển số xe thế thì con cháu sau này lấy đâu ra số biển mà cấp nên không dùng thì phải thu hồi để sau này còn có cái cấp cho người khác việc tích hợp như vậy thế thì lợi ích của nó là gì đầu tiên chúng ta sẽ thấy rất nhiều xe khi bán qua lại mà không đổi hồ sơ ông a bán cho ông b ông b bán cho ông c Ông C lại tặng cho ông D. Cuối cùng ông D là chủ xe mà tên vẫn là ông A. Đến khi ông D gây tai nạn bỏ chạy, công an tìm đến ông A thì bảo tôi bán xe từ đời nào rồi. Giờ cái xe đó ở đâu thì tôi cũng chịu. Nhưng khi tích hợp biển số theo con người, xe tai nạn biển số bao nhiêu, tra một phát là ra ngay. Lập tức chủ xe trong mã định danh kèm theo rất nhiều thông tin quan trọng như bằng lái xe hay số điện thoại vì số điện thoại bây giờ cũng phải xác minh bằng căn cước nên gần như số điện thoại cũng là số cố định của mỗi người liên lạc rất dễ dàng không như ngày xưa dùng sim giác vài hôm lại vứt lợi ích thứ hai là hạn chế việc che biển gắn biển giả ví dụ khi mua một con mây bách ông hàng xóm cũng có một con mây bách y hệt thế là mỗi lần ông hàng xóm đi xa ông lại gắn cái biển giả y hệt biển của bên kia trên đường phóng quá tốc độ vượt đèn đỏ đi ngược chiều các kiểu và vài tuần sau nhà bên kia có thông báo phản nguội tất nhiên những lợi ích này không phải ngày một ngày hai là đạt được và để xây dựng một hệ thống như trên, chúng ta cần nhiều thời gian để tích hợp, để đồng bộ dữ liệu và cần nhiều tiền để mua máy móc thiết bị. Thế nhưng dù lâu thì đó vẫn là một tương lai rất hiện đại mà chúng ta hưởng đến, chứ chẳng lẽ cứ mãi quản lý theo cách cũ thì làm sao mà phát triển được. Tính cách của Nguyễn Thành Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn trong vụ Việt Á Thưa quý vị, giữa tháng 9 năm 2021, khi thành phố Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị mở cửa, thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Y tế lúc đó, người sắp ra tòa vì cầm 2,25 triệu đô của Việt Á bất ngờ ra công điện yêu cầu tiếp tục xét nghiệm thần tốc. Dân ngỡ ngàng đã đành mà không ít cấp dưới ông Nguyễn Thành Long cũng ngờ ngác vì xét nghiệm diện rộng để làm gì. Khi ấy báo chí chất vấn Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, người được xem là chỉ huy mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, về những lần chống đánh xuôi khen thổi ngược của chính ngành y thì thường nhận được câu trả lời không vào trọng tâm. Thời điểm đó không ai biết Phan Quốc Việt Tổng Giám đốc Việt Á đã ít nhất 3 lần đưa tiền cho ông Long để kích tết của công ty này tràn lan từ Bắc đến Nam. Cũng chẳng mấy ai ngờ, người ký cho kích tết giá thành chưa đến 150.000 đồng, kể cả công cán bị kê khống thành 470.000 đồng là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, chứ không phải Trường Quốc Cường, vị mà lẽ ra phải ký vì phụ trách lĩnh vực này, nhưng né. Chưa biết có mối liên hệ nào giữa những lần Việt đưa tiền cho Bộ trưởng Y tế lúc ấy, bây giờ là bị can Nguyễn Thành Long trong vụ án bất nhẫn rúng động nước nhà, nhưng sau đó lại có không ít chỉ đạo xét nghiệm diện rộng và thần tốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tháng dịch tan phá kinh hoàng và cả khi đã dịu bớt, ngoài mũi xét nghiệm luôn là nỗi ám ảnh của hàng triệu người. Có những nơi vừa ngoáy sáng tối đã phải làm lại hoặc mấy ngày liên tiếp bị đè ra ngoáy, dù quanh họ chẳng ai dính dịch và chỉ ngoáy để tầm soát. Những phản ứng yếu ớt của nhiều người như thứ trưởng Sơn ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh gần như lọt thỏm trong những chỉ đạo, yêu cầu của Bộ trưởng Long cùng những kẻ đã cảm ơn hàng túi đô la đầy ắp của Việt. Sức ép của cấp trên đòi hỏi thần tốc của chống dịch như chống giặc, cùng những gì mà tổ chức phân công đã đẩy ông Sơn vào hoàn cảnh hôm nay, dù không bị xử lý hình sự nhưng cũng phải nhận mức kỷ luật e chê. May mà cơ quan điều tra đã giấy trắng mực đen rõ ràng, ông ấy không vụ lợi, chẳng cầm đồng nào của Việt Á, trong veo như đúng nghĩa trong veo. Việt Á thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng, chi 106 tỷ bôi trơn và khoảng 51 tỷ đã vào túi của Bộ trưởng Nguyễn Thành Long những hỉ hả chê chác thời cả nước lao đào, toàn dân vật vã, nước mắt xót thường, dịch bệnh tàn phá. Những túi tiền góp nhặt từ gần 6 triệu kích tết với biết bao người bị đe ra ngoái mũi mà những cựu quan chức như Trung Ngọc Anh cảm ơn rồi quẳng vào góc phòng quên bén. Còn hàng triệu nhân viên y tế trong đó có cả cựu thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là những ngày dài mồ hôi trộn nước mắt đến bát mì cũng ăn vội và không ít đã mãi mãi ra đi mà chẳng kêu ca hay đòi hỏi gì. Gieo nhân nào gạt quả ấy, khi dịch lùi xa, mặt nạ rơi xuống, trắng đen rõ ràng, thì cái giá phải trả hay thành quả nhận lại xứng đáng cho tất cả. Khung hình phạt thích đáng đang chờ Nguyễn Thành Long và những ngày dài tù tội sẵn đợi Trung Ngọc Anh cùng hàng loạt cấp dưới của họ. Trong tình cảnh ấy thì tiếng vỗ tay lời ủng hộ việc miễn hình sự cho những người phải ký như ông Sơn hay một số vị khác chẳng có gì lạ. Gieo tính cách ra số phận, và tính cách của một bộ trưởng chăm chăm đòi tiền ăn bẩn kít tét, rồi lại nhất nhất chỉ đạo xét nghiệm thần tốc để rồi danh tiếng ố bẩn, thân phận lao lý. Còn cấp phó của y, dù sai sót hay vào thế chẳng đặng đường như ông Sơn, dân thấy cấp trên biết và luật pháp tỏ tường, có lẽ đó cũng là kết cục không chỉ trong đại án Việt án này.